Chúng ta sẽ làm cua thật sạch nha mọi người. Chúng ta chà rửa thật sạch đi rồi ta bắt đầu chúng ta mới xay nhé. Cua sau khi chúng ta rửa sạch ra thì chúng ta sẽ bỏ vô cái máy xay á và chúng ta tiến hành xay. Nó cũng đơn giản lắm mọi người. Chúng ta bỏ vô vừa phải thôi, chúng ta sẽ để kính đầy và chúng ta vô máy chúng ta xay. Chúng ta chuẩn bị sẵn một cái lược này, chúng ta đổ đi một cái lược đó. Chúng ta đổ cái lược này, lược đó. Chúng ta sẽ đổ vô đó. Không biết nó hướng dẫn cho mọi người làm nên cua nó cũng hơi ít này. Nhưng mà mình hướng dẫn làm như thế thôi chứ không quan trọng gì hơi ít đâu, làm đúng là được. Hơi nhiều quá nên đổ ra mới. Chúng ta cứ làm đi làm lại thế khi nào hết cua thì thôi. Thơm mà. Thơm mà thúi. Bây giờ mình lược, mình lấy cái thịt, mình bỏ cái xác lại nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ rây nó, mình lược, mình lấy cái thịt thôi. Đó, mọi người cứ làm đi làm lại như thế, khi nào nó hết thịt thì thôi. Tại vì đây mình làm nó ít á, nên mình đổ thẳng vô cái rây. Còn mọi người làm nhiều thì mọi người đổ ra cái tô hay cái thau gì đó, mọi người chứa rồi mọi người làm lần lần. Còn này số lượng nó ít á, mình làm nó ít thì mình đưa thẳng vô cái rây luôn. Còn dễ làm lắm mọi người ơi. Thank you.
Rồi được á, đó. Ăn bữa ăn cái cà chua này náo trong lấy nước màu gì đem bỏ cái sát mà cái sát nó chút quá để con chưa lạc nữa. Thank you.